Thưa quý vị, để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân, đặc biệt vào những dịp cao điểm hay tại những tuyến đông khách, ngành đường sắt thường cho chạy thêm những đôi tàu tăng cường. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, người dân xóm đường tàu thường xuyên vi phạm hành lang an toàn và thường tránh tàu theo thói quen vào những khung giờ cụ thể. Chính vì thế mà tàu tăng cường, tàu chạy lệch múi giờ trở thành một mối hiểm họa tiềm ẩn. Những hình ảnh này không còn xa lạ với những người dân xóm đường tàu, hoàn cảnh buộc họ phải sống và sinh hoạt trên đường tàu. Sống sát đường ray, không rào ngăn cách, không gác chắn, những người dân này học thuộc lòng giờ tàu chạy như một cách để sinh tồn. Bởi vậy, mỗi khi có tàu tăng cường chạy lệch giờ, thì những người dân này lại lo nơm nớp. Họ lo cho sự an toàn của mình thì ít, lo cho những người khách vãng lai thì nhiều. Người dân ra phần đều dựa vào thời gian ăn áng giờ của sáng, sáng khoảng 7 giờ với 9 giờ. Tàu chạy nên nó có giờ của nó, giờ của đường sắt người ta thông báo. Người khác đến là phải chú ý, phải dặn dò người ta, phải hướng dẫn người ta. Tuyến Hà Nội, Hải Phòng có nhu cầu đi lại lớn. Ngành đường sắt đã cho chạy thêm tàu tăng cường. Từ ngày có tàu mới, người dân ở đây đã phải ghi chép lại lịch trình. Tuy nhiên vẫn không thể tránh được rủi ro. Trọ sinh viên hoặc là những người công nhân này thì người ta không quen nên người ta không biết được. Phải lên nhiều lúc còi tàu không bốc còi là dẫn đến tai nạn nữa. Gần đây tuyến Hà Nội Hải Phòng cũng tăng cường thêm cái tàu chạy tuyến này, chạy nó cũng lệch cái múi giờ thường xuyên mà người dân người ta đã quan tâm, cho nên là cũng nó cũng khi mới chạy thì cũng đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm là đâm chết người cũng như là va quệt vào xe ô tô. Chạy thêm các đôi tàu tăng cường là kế hoạch thường niên của ngành đường sắt. Đặc biệt là vào những dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ dài ngày như 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ thông báo với hành khách đi tàu, chứ người dân thì gần như không biết, cộng với thói quen chạy tàu theo giờ cố định đã tạo thành một mối họa. Đối với cái loại hình đường sắt thì cái trọng động năng của đoàn tàu lớn, bởi vì tận trọng lớn hàng nghìn tấn. Thứ hai là tốc độ đoàn tàu thì cao, khoảng cách an toàn hãm của để dừng được cái đoàn tàu đấy nó rất là khác xa đối với lại cả đường bộ. Khi người dân vẫn dựa vào thói quen để theo dõi giờ tàu chạy, khi các cơ quan chức năng chưa có giải pháp hiệu quả để đảm bảo hành lang an toàn đường sắt, thì tàu lệch giờ vẫn còn là một mối lo không thể xem nhẹ.